Rồi giờ sang cha thì cô sẽ tiếp tục chữa bài thứ hai cho các con nhé Bài thứ hai nhiệm vụ của chúng ta là chọn đáp án đúng Đúng không nào Rồi nhìn vào câu đầu tiên nào Câu đầu tiên đáp án ở đây chính là đáp án B Bởi vì sao Ở đây mình có một cụm từ cố định chính là take care of Đúng không nào Tức là chăm sóc Đúng không Ở đây là cụ giới từ Cho nên là mình sẽ chọn được Nó là giới từ of Đúng không nào A nurse take care of sick people sick people đây là người ốm đúng không nào? đúng không nào bệnh nhân bị ốm rồi câu 2 nào câu 2 đáp án ở đây chính là đáp án d bởi vì sao ở đây dịch cả câu này thì mình sẽ có nghĩa là february either chấm 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 month of the year tức là tháng 2 là tháng thứ hai trong năm đúng không nào tháng thứ hai thì mình ở đây phải sử dụng số thứ tự chứ không phải số đếm đúng không nào và tháng thứ hai trong số thứ tự nó chính là second đúng không nào the second month of the year chứ không phải chu nha chu ở đây là số đếm là số 2 còn đây là thứ hai số thứ tự ấy đúng không nào rồi ở đây sẽ là second câu 3 nào câu 3 ở đây thì đứng trước ngày thì tất nhiên mình sẽ chọn là on rồi đúng không nào không cần bán gãi nhiều câu 4 nào câu 4 ở đây người ta hỏi là địa chỉ của bạn là gì cho nên mình sẽ chọn là đáp án B đúng không? Từ để hỏi là cái gì đúng không? Còn nếu như mà um, hỏi là where do you live tức là bạn sống ở đâu thì mình mới chọn là where, còn ở đây là hỏi địa chỉ ở đâu đúng không nào? Rồi, câu 5 nào. Câu 5 ở đây người ta um, nó là một mẫu câu hỏi đúng không nào và mình thấy từ tonight. Tonight ở đây tức là tối nay là một chỉ một hành chỉ một thời điểm trong tương lai đúng không nào? Tương lai thì mình sẽ dùng thì tương lai và đây sẽ là will đúng không nào? Will trong thì tương lai. Rồi, câu uh, 6 nào. Câu 6 ở đây mình sẽ phải um, chọn đáp án sao cho nó phù hợp với nghĩa. Vậy thì nó phù hợp với nghĩa thì mình tất nhiên mình sẽ phải dịch câu này ra đúng không nào? Missy Lins look after her family, her house and her garden. he is she is chấm 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 đúng không nào. Tức là bà Liên thì chăm sóc ở đây mình có cụm từ look look after tức là tức là chăm sóc nhé chăm sóc hoặc là trông nom. Trông nom ngôi nhà này, um, gia đình này, ngôi nhà này và khu vườn của cô ấy thì cô ấy chính là một nội trợ đúng không nào? Một người nội trợ thì mình sẽ chọn được là đáp án housewife đúng không nào? Ở đây mình có từ journalist tức là nhà báo nha. Rồi câu 7 nào. Câu 7 thì ở đây mình sẽ điền là from đúng không nào? Uh, Vietnamese is Vietnamese language is different from English language tức là khác với. Khác với thì mình sẽ chọn đáp án là from đúng chưa? Rồi. Câu 8 nào. Uh, câu 8 ở đây đáp án chính là đáp án A uh, Nhiệm vụ của chúng ta ở đây sẽ là tìm ra một lỗi sai đúng không nào Lỗi sai ở đây chính là uh, từ do và sẽ phải sửa đổi thành từ will Bởi vì ở đây là tomorrow, nhìn thấy từ tomorrow ở đằng cuối này không Đó, đó chính là ngày mai và đó là thì tương lai Cho nên là mình sẽ phải dùng will đúng không nào Chứ không phải là do nhá Do ở đây là thì hiện tại, đơn đúng không Còn will ở đây mới chính là tương lai đúng chưa nào rồi câu 9 nào. Câu 9 ở đây rất là dễ rồi. Ngày nhà giáo ngày nhà giáo chính là vào tháng 11 đúng không nào? 20 tháng 11 rất là dễ. Câu 10, 10 nào. Câu 12 10 ở đây người ta bắt đánh trọng âm đúng không nào? Và từ nào được đánh trọng âm ở âm tiết thứ hai đúng không? Thì ở đây mình có này, history tức là đánh vào âm tiết và đánh âm tiết vào trọng âm À, đánh trọng âm vào âm tiết thứ nhất đúng không nào his biology đúng không nào vậy trọng âm sẽ vào âm tiết thứ hai đúng không và ý c là geography đánh âm tiết vào âm tiết thứ hai o đúng không nào vậy thì đáp án ở đây chính là đáp án d b. b and c are correct đúng chưa nào cả đáp án b và c đều chính xác câu 11 nào câu 11 ở đây đáp án chính là c bởi vì sao nervous ở đây chính là lo sợ hoặc là e dè được chưa? Hoa is new student so she is very nervous. Hoa là một học sinh mới cho nên là cô ấy rất là e dè, đúng không? Lo sợ. Uh, câu tiếp theo câu 12 nào. Um, Who is the students in the class đúng không? Ai là học sinh tốt nhất, giỏi nhất ở trong lớp thì mình sẽ có là best đúng không nào? Who is the best student in the class đúng không chưa nào? ở đây mình sẽ không chọn được là the best bởi vì nó đã có từ dơ rồi, không chọn từ good đúng không? Bởi vì là nó là tính từ hơn nhất cơ, đúng không? Và the most thì chắc chắn là không đúng rồi. Đúng chưa nào? Vì ở đây đều có dơ rồi và sẽ không chọn là the most nữa. Rồi câu 13 nào. Câu 13 ở đây thì mình nói ở đằng sau nó liệt kê ra rất nhiều thứ đúng không nào? A bed một cái giường này, một cái um, computer máy tính và một cái bàn đúng không? Tức là có từ hai vật trở lên thì mình sẽ dùng là số nhiều. Ở đây có ba vật rồi, vậy thì sẽ là số nhiều là R đúng không nào? Câu 14 nào. Câu 14 là um, journalist, tức là nhà báo. Đáp án đây chính là nhà báo này. A journalist writes a new, for a new paper, đúng không nào? Nhà báo thì viết báo, đúng không? Chắc chắn là, um, chắc chắn đây là đáp án rồi. Rồi, câu 15 nào. Câu 15 nó cũng bắt đánh trọng âm và nó yêu cầu là từ nào đánh trọng âm vào âm tiết thứ nhất. Theo quy tắc thì những cái từ nào là danh từ hoặc là tính từ thì mình sẽ đánh vào âm tiết thứ nhất đúng không nào? Ở đây từ often là trạng từ tần suất, often thì mình sẽ đánh trọng âm vào âm tiết thứ nhất là off đúng chưa nào? Hungry đánh trọng âm vào âm tiết thứ nhất từ hung, surveyed trọng âm âm tiết thứ nhất đúng không? Cho nên là đáp án ở đây chính là all of correct đúng không nào? Tất cả đều chính xác và đây là đáp án của câu này, được chưa nào? Rồi. Vậy là cô đã chữa xong cho các con bài 1 và bài 2. Các con tiếp tục à đâu? Còn một phần nữa của bài 2 đúng không nào? Rồi, nhìn tiếp vào phần dưới cho cô nào. Tiếp vào phần dưới thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là uh, đọc đoạn văn này sau đó là trả lời câu hỏi đúng không nào? À, vậy thì đối với dạng bài này cái um, lời khuyên cho chúng ta là chúng ta nên đọc câu hỏi trước sau đó mới quay lại đoạn văn để tìm thông tin và trả lời câu hỏi đúng chưa nào rồi câu đầu tiên này mình phải đọc câu hỏi trước sau đó nhìn vào đoạn văn thì mình mới có thể định hình được là mình phải trả lời những cái gì đúng không nào và chỉ nhìn vào đoạn văn để tìm kiếm thông tin trả lời thôi mình sẽ không mất thời gian đi đọc tất cả những cái thông tin không cần thiết nữa đúng chưa nào rồi Câu đầu tiên. Câu hỏi là where is the birthday cake đúng không nào? Tức là cái uh, bánh sinh nhật thì được đặt ở đâu? Mình nhìn vào mình nhìn vào câu này mình thấy uh, câu đầu tiên của dòng thứ hai đây chưa? Birthday cake front of me tức là uh, bánh sinh nhật thì ở đằng trước đúng không nào? Of me tức là của tôi đúng không? bánh sinh nhật đằng trước tôi Vậy thì tôi ở đây là ai? Tôi ở đây là tâm đúng không nào? Vậy thì câu trả lời ở đây chính là My birth, à, the birthday cake is in front of tâm đúng không nào? Đằng trước mặt tâm Rồi tiếp theo How old is tâm đúng không? Và câu trả lời ở đây chính là He is 30 years old đúng không? Uhm, anh đấy 13 tuổi Bởi vì sao? Mình thấy câu này nè My mother light up 30 candle đúng không? Tức là thắp lên 13 ngọn nến tức là tượng trưng cho 13 tuổi đúng chưa nào? Mình thấy từ 13 candles ở đây nha. Rồi tiếp theo nào. Uh, what does he get from his father đúng không? Uh, anh ta được nhận cái gì từ bố đúng không? Mình nhìn thấy này. I get a bicycle from my father đúng chưa nào? Vậy thì đáp án ở chính là he gets a bicycle from his father đúng chưa? Rồi, câu 4 tiếp theo uh, What does his mother give him? Đúng không nào? Tức là mẹ của anh ta thì tặng anh ta cái gì? Mình thấy ở đây câu này um, Đây And bicycle basket from my mother Đúng chưa? Vậy thì đáp án ở đây chính là His mother give him a bicycle basket Đúng không theo nào? Rồi, tiếp theo là câu cuối cùng Why does his friends give him toy trains and cars đúng không nào vậy thì đáp án ở đây chính là nằm ở câu cuối cùng của đoạn văn này và mình sẽ viết thành câu hoàn chỉnh đó chính là because they are his favorite toys được chưa nào rồi bây giờ các con nhìn lại tất cả những cái đáp án này và đối chiếu với bài của mình bạn nào sai thì các con có thể sửa vào bên cạnh được chưa nào rồi, tiếp các con tiếp tục làm bài 3 và sau đó cô sẽ chữa cho các con nhé.